Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Monster Legend, mình là Thành Enzy đây. Và nếu như em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu như nào? Thì như đã hứa, hôm nay mình sẽ lập team mới đây. Mình đã đủ 10k vàng và mình sẽ đi lập team mới nha anh em. Cái bang hội ở chỗ nào nhỉ? Đây, bang hội này đúng không? Và team đây, mình có thể join team hoặc là mình có thể tạo team. Mình sẽ đặt tên cho cái hội này sẽ là giống như bên Dragon City nha. Không thể nào mà nhầm lẫn được với hai cái. Tên là giải ở đâu? Đấy, giải Ngân Hà EZ vẫn là cái tên cũ thôi. Và mình sẽ kể xin chào, hello anh em, chào mừng. Mình đặt cái câu cửa miệng của mình, chào mừng anh em đã đến với thế giới Monster Legend. Đấy, dĩ nhiên rồi, Monster Legend. Thì đây chính là cái thế giới Monster Legend. Và mình sẽ để cái biểu tượng của cái bang hội của chúng ta sẽ là hình con hổ ấy, cho nó nhìn cho máu chiến ra. Cái này mình sẽ ẩn này, không phải là một open team nhá, mà sẽ là một cái private team. Những anh em nào muốn tham dự thì cũng giống như lần trước, tuyển người lần trước thôi. Tối thiểu sẽ là phải là 4.000 Monster Power là cái điểm thấp nhất. Thì giống như lần trước, mình sẽ viết một bài ở trên group và mình sẽ ghim trên group. Anh em có thể vào đấy xem thông tin cũng như là comment để mình có thể duyệt vào tên này. Nói chung là cũng như lần trước thôi nha. Và mình sẽ tạo đầu nào. Đây, mình sẽ tạo được, đây chính là cái bang đầu tiên của chúng ta. 4.860 và 135 con Monster Leader. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ, đây là cái team mới chúng ta đấy. Vì hiện tại có muốn mình chưa có ai cả. Chắc là ngày mai sẽ có thể đông đủ team rồi. Rất là hay. Rồi, mình sẽ ok, chúng ta đã sinh sản xong này. Và mình sẽ cho nó up luôn thôi nha. Khá nhiều việc phải làm đấy. Bang hội mới thì chúng ta sẽ lên kế hoạch đi team war. Và đến khi nào đó thì đánh team raid. Rất là hay. Kiếm thêm những con legendary mới. Ok, và cho lấy xong vàng đã. Bây giờ mới có đủ tiền để có thể lập được team mới ạ. Được rồi, mình sẽ cần cho cái con này ra để kiếm thêm 50 điểm. Ồ, cái này vẫn chưa xong này. Chưa xong thì tiếp tục là gọi là hết gold rồi. Xây gold nữa. Ở đây thì có thể xem quảng cáo để lấy cục sale là 1 này, để lấy nến là 2 này. Và tiếp mình sẽ xem luôn cái này. Chắc chắn là như vậy, mình sẽ mở gói pack trước cái free chest này ra để xem cho này nó sẽ có cái gì. Cho được hẳn 15 mảnh của con Epic. Nhìn trông khá đẹp. Được đó. Thì có cái hòm nào free nữa không? Không có rồi, tất cả đều hòm bằng tiền hết. Không hề có một cái hòm free nào trong này. Cái gì đây? À, vẫn là gói pack thôi, không có gì nhiều. Ngọn nến này. Những ngọn nến trong đêm. Cái này có được giảm giá chưa? Chưa giảm giá đúng không? Nếu mà giảm giá thì mình sẽ đi luôn. Chưa giảm giá, để lúc nào đi thì mình sẽ đánh con Captain này trước. Mình đang có khoảng 777 điểm coin. Rất là tròn luôn đấy. Ở đây thì đang bán giảm giá con Raju, con Monster Divine và con Leviana. Tất cả của nó đây hết rồi. Đây sẽ là một cái sự kiện là cho thú ăn. Ôi trời ơi, đáng lẽ mình phải đợi cái này. Thì sẽ được hòm này, được cái Heroic Orb này và được game không? Để hết giải thức ăn rồi. Còn có 94.000 thức ăn thôi, sợ không kịp. Một cục Runner level 4 này cũng được. Không đủ tiền dùng cái thức ăn đúng không? Kệ thôi nhờ. Chúng ta sẽ vào trong cái phần này để chiến đấu trong hầm ngục, để xem có hầm ngục nào mới không nha. Chúng ta sẽ vào luôn trong cái phần hầm ngục này. Enter, đăng nhập vào. Cái này thì nó sẽ cập nhật chúng ta những cái hầm ngục mới vào mỗi chiều, 5 giờ chiều. Ngày xưa là 9 giờ tối cơ, bây giờ 5 giờ chiều nó cập nhật rồi. Ok, 50.000 phút. Có vẻ là hấp dẫn ta. Vấn đề là mình bớt đây đây, cái hầm ngục mới này. À không, cái này là vẫn là cũ rồi. Mình vẫn chưa đủ cái ngọn nến này để có thể là chiến đấu được. Hơi đáng tiếc nhỉ. Không sao, mình sẽ đánh những cái hầm ngục kia. À hoặc là đánh ấy đi. Chúng ta sẽ đánh ở trong cái phần thi đấu hàng ngày ấy.
Chúng ta đi leo map đi, leo map vẻ hay hơn không? Đây, adventure map. Nó có mặc thêm nhiều năng lượng nó thì đánh có vẻ tốt không? Ở đây nó sẽ đánh nhau ở một cái hòn đảo mùa đông. Toàn là quà Giáng sinh, quà sinh nhật các kiểu đây. Đẹp, về chúng nói chung là đẹp. Ba con level 100, 100, 100 và 100. Đây là Giáng sinh rồi, nhìn cái mùa đông băng tuyết là sẽ là Giáng sinh rồi. Và ok, chúng ta sẽ lựa chọn một cái team chuyên tấn công, đó chính là bò trắng, thứ trâu trắng đâu rồi. Bỏ con này đi, con này không cần. Con trâu mình mới có cấp 93 thôi, cấp 93 cũng được. Sẽ được đưa vào trong trận chiến và đánh nhau thôi nhỉ. Thật ra thì mình muốn điều khiển tâm trí nó một chút để xem nó như thế nào. Bỏ này đi này. Rồi, fighting, chiến đấu. Khả năng điều khiển tâm trí nó để xem nó đánh như thế nào thôi. Thế này trước. Ok, ở đây thì chúng ta có thể là trừ máu nó dần dần bằng một chiêu như thế này. Con kia dùng phép thuật. Ôi xịt kìa, hai con xịt luôn kìa. Khả năng kia stun thì mình không cần stun đâu. Tạo ra siêu cho mình. Đây, chiêu này đi. Siêu block. Phép thuật của con trâu, trâu áo choàng. Đẹp đấy. Và chúng ta sẽ cần, thực ra mình cũng không cần cái gì cả. Để nó đánh nhau thôi. Ây cha, tạo ra một cái như kiểu là cái bẫy nhỉ. Cái xích, cái xích cầm quả chùy gai phía trước. Chứ 20% đam rồi. Hỏi chấm luôn, cũng sẽ rơi ra chùy gai thôi. Đó, đây mọi người nhìn kỹ được cái chùy gai này, rất là đẹp. Chúng ta, đây là một chiêu yếu đối với nó anh em ạ. Stun on rồi. Vì không có đam, vấn đề con này là không có đam. Giết, nào, một chiêu, khả năng gây ra 7,000. Cái team này nó hơi yếu một chút, không vấn đề. Dạ, không vấn đề gì cả, mình hoàn toàn có thể chiêu giết được nó ngay bây giờ đây. Đam lên nào. Thay con này bằng con búp đam thì có vẻ hay hơn không nhỉ? Yeah. Thì đam rất là khỏe. Như thế thì giết chết nhanh quá, không hay. Đúng không? Cho đánh đi, thoải mái đi, nó bị điều khiển tâm trí à? Không. Bị bleeding mà chết. Rất là hay luôn, victory, chiến thắng rồi. Ok. Nó sẽ x cái này đi này. Rồi, 188.000 gold tất cả. Và bắt đầu sẽ là quay cái này nhá. Chúng ta sẽ quay cái này mà sẽ xem ra cái gì đây. Nó sẽ ra cho chúng ta, đó chính là phút nhân với 18.000 phút này. Tất cả. Trận thi đấu thứ hai, đối đầu với ba con người tuyết. Mình nên bỏ cái con kia đi, để một con đam. Ừ, được, được, mình sẽ bỏ con trâu đi. Bỏ con trâu đi, lấy con băng giá của chúng ta. Băng giá cấp 9 mấy rồi đấy, không phải yếu đâu, đây đây. Granite, granite. Nào, vào chiến đấu nữa thôi. Tấn công. Con này thì tiếp tục là điều khiển tâm trí của con này. Có mấy cái mid kìa. Mid thì mình cần phải đánh cho nó sử dụng time breaker, không cần. Chém luôn. Chúng ta cắn nó luôn nhỉ. Cũng được, hoặc là cho nó hết sạch cái năng lượng đi. Fraser. Một turn được mà. Tất cả. Mình muốn xem chiêu mà, quên rồi. Hơi nhầm lẫn đây rồi. Ác mộng này. Vào đây. Con này hết năng lượng rồi. Chiêu ấy vừa hút hết năng lượng mà vừa giết được con này. Thế mới điên chứ. Mấy con này sẽ tiếp tục nào. Có một con tiến hóa dạng cuối này, còn hai con này dạng 2 của Monster Legend, hai con dạng 2. Chém thôi, bây giờ chém gây ra mất máu dần thôi. Bọn này khá trâu. 24.000 máu. Con trên vậy mít kìa. Hơi điên ta. Khả năng stamina leg búp đam lên. Thật ra thì mình không có chiêu gì tăng đam đâu. Đấy thì cứ đánh thôi chứ. Chiêu này mà không khỏe nữa sao? Quá khỏe luôn. Vừa có thêm đánh đam bóng tối mạnh này, vừa đem được double đam này. Thế là 25k. Không hề yếu đâu. Tuyệt chiêu mà. Đàn rơi quỷ hút máu. Gần 3 sao. Cái này nên quay này. Cái này quay khá là nhiều thứ đấy. Mình sẽ được cái máu level 4 này. 18,88m kinh nghiệm. Cái này leo sướng mà.
Được rồi, nó sẽ ra cho chúng ta đó chính là gold nhân 350.000 gold này. Mình sẽ x cái này đi. Phía dưới đánh nhau với mấy con quỷ kia kìa. Còn 2 trận nữa cơ. 1, 2. Có cả panda. Có cả panda trong này. Lắm thế. Nếu thế thì chúng ta cần sẽ team một team cực khỏe để đánh nhau. Bỏ con này ra. Bỏ Nissan Pet ra. Sử dụng con này vào. Không có khắc hệ không nhỉ? Mình không nhớ có bị khắc hệ hay không nữa đây. Trước tiên thì ta stun trước. Mình sẽ bị khắc hệ bởi phép thuật. Phép thuật sẽ bị khắc hệ. Và chúng ta giết chết một con tuần lộc. Một con tuần lộc đã chết. Và giờ sẽ là búp đam lên. Rất là tuyệt vời. Búp đam lên. Cực khỏe đây rồi. Trừ năng lượng. Vẫn bị stun. Mấy con tuần lộc này. Hai tuần lộc bị stun hết rồi. Nào, 100% đam rồi anh em. Một nhát đâm vào người thì không thể nào mà không chết. Gần chết. Và đây sẽ là một phát hơi thở của tử thần. Lên. Nhanh. Nên trang bị cho runner cho con này là chính là runner tốc độ. Theo mình nghĩ là vậy. Chém thường thôi. Vì con này có thể còn một chiêu gọi là đóng băng toàn bộ team địch nữa. Và rút sạch năng lượng. Cũng ổn. Hồi mana đi. Đây chiêu cuối cùng đây. Nó sẽ hút sạch năng lượng và stun on. À, đóng băng toàn bộ. Rất là ngon. Mất lượt. Một con gấu này. Con gấu tiếp theo cũng sẽ bị đóng băng. Kỷ băng hà luôn này. Ờ, time break chưa hồi. Ở đây thì mình cũng chưa hồi chiêu à. Hơi nát rồi. Giết là luôn vậy. Một bé này. Và mình sẽ có một chiêu lan đam khá là lớn ở đây. On enemy cũng sẽ stun trong 2 lần đấy. Gọi là đóng băng 2 lần luôn. Mất lượt này. Con này sẽ mất lượt thôi. Hết cả năng lượng cơ. Coi như con này 3 lần. Khá là khỏe. Nhưng mà đánh với boss thì không ăn thua. Nếu mà đánh với boss thì sẽ không ăn thua một chút nào luôn. Tại vì boss nó kháng Fraser. Chỉ có cái Mega Fraser của con Kryotan là sẽ bị dính thôi. Giết từng con một. Cắn một phát, chết 21.000 máu. Ồ, không đủ đam để giết nó. Còn 4k này, chém phát này. Lại không chết ta, kiểu không chết. Rồi, và mình sẽ được tất cả là 2 sao ở đây. Chiến thắng rồi, x cái này đi. Level 223. Mình sẽ đầu quay cái chiếc kỳ diệu này nhá. Quay đi nào, 1, 2, 3 nào. Và chúng ta sẽ ra đó chính là game không. Ra cho chúng ta đó chính là một cái Team Speed level 2. Đây mình có một trận nữa. Way 2, 2. Đấy tận 2 way cơ nên đánh khá là lâu. Khá là mất thời gian về cái way này. Đó, đây là một team trước mắt thì tốc độ của mình thì nó không bằng. Oh strong này, ngon. Magic thì khắc hệ bọn này luôn. Tuyệt vời luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái Outer Impact vào bất kỳ một con nào. Thật ra thì mình dùng cái này chắc là con nó cũng chết hết. Không cần búp đam nhá. Đã giết được rồi. Quá ngon. Và đây sẽ là ba con chó. Ba con chó huyền thoại. Chó ba đầu. Chó ba đầu đây không phải từ địa ngục. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục dùng Outer Impact để giết con đầu tiên này. Một bé đã chết. Sau đó sẽ là đóng băng toàn bộ team địch. Fraser đã block hết. Nó cắn này. Chó hai đầu. Bên nó sẽ chó hai đầu sẽ cắn mình. Yeah. Ghê quá. Chơi búp đam ơi. Chơi được búp đam. Không búp đam vẫn đánh. Mỗi con sẽ còn tầm 11.000. Hơi lâu thì. Yeah. Và chúng ta sẽ búp đam. Bây giờ búp được đam đây. Thì mình lại hết chiêu rồi. Mình hết sạch chiêu rồi đúng không? À không, mình vẫn còn một chiêu nữa. Chém. Ở đây chém đơn thôi. Còn một con nữa ở trên kia. Và đi nào. Chúng ta chiêu này thì lại điều khiển tâm trí thôi. Không tác dụng làm gì cả. Trừ 20% đam. Nó thì tự động cắn nó thôi. Bắt đầu khởi cười dã man. Dã man con ngàn luôn. Cắn 12.000. Chết luôn. Đỡ thế nào được. Victory. Chiến thắng.
Được rồi, mình sẽ ấn X đi. Và mình đã đánh thắng xong tất cả các trận trong này. Kinh nghiệm sẽ được tăng lên khá nhiều đấy. Bắt đầu quay cái này nha. Trong này chúng ta sẽ có đó chính là một cục Runner Speed Level 1. Khóa là ấy luôn. 8 giây nữa sẽ cho con boss kìa anh em. Quên đánh con boss không ta? Cái cửa này sẽ gồm có mấy con? Nó chỉ có duy nhất một con thôi. Đây, mình sẽ đánh được thêm một trận nữa. Đánh nhau với boss luôn này. Chiến luôn này. Tôi có cái này hơi chậm. Double Dam hơi chậm. Oh, con boss này to thế nhờ. Stun on trước. 31.000 thôi. Không có gì ở ghê gớm cả. Như thế này trước. Vẫn giết được con này. Đó, đã chết được con boss to. Nó 31.000. Thật ra thì nó không phải là boss. Cái bọn này lượng máu nó cũng bằng nhau thôi mà. Con này cũng 31.000, con này cũng 31.000 này. Cái gái nhiều máu hơn thôi. À, để chiêu để đánh nó. Được, để chiêu. Để búp đam lên và đài xong rồi đánh. Đấy. Như thế này trước này. Đó. Ok. Bây giờ đến lúc là đăng đam rồi. Bleeding. Rất thấm. Siêu thấm. Thôi một con xịt kìa. Bó tay rồi. Nó sẽ phản công đây. À, tặng quà. Cộng máu à, hồi máu à. Bình thường, đánh bình thường, không có chiêu gì đặc biệt cả. Chết luôn này, 27.000 đam. Quá khỏe. Đấy, chúng ta đánh xong con boss và được 2 sao chứ. Dĩ nhiên sẽ được 2 sao rồi, lên level này. Thanh niên có lên level hơn cơ. Level 95 rồi. Con đấy chưa mắc cấp nhỉ, một số con chưa mắc cấp. Mình sẽ cho những con đấy mắc cấp. Vì nó khỏe, rất có ích cho chúng ta. Đi đánh cái Adventure Map này. Ok, và chúng ta sẽ được đó chính là cái trang level 2 nhân được một cục. Học được một chiêu mới. Chiêu này sẽ loại bỏ 100% cái stamina và hồi stamina cho mình không cần. Thiếu thật sự mình không cần. Ở trong này thì mình đang up một quả trứng trong này. Quả con này như là con legendary, quả trứng rất đẹp, một con chip lop. Nó có một cái lớp gọi là lớp vỏ. Mấy tầng đây? Một tầng trên này, hai tầng này, ba, bốn. Và nó sẽ có một con mắt lòi ra giữa này. Nhìn trông khá là ghê. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ kêu tập ở đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Monster Legend. Bye bye.